giá đồ công nghệ của các thành viên S Channel. Anh Lâm cháy phố. Tôi nghèo, tôi dùng iPhone cũ 25 triệu này. Laptop cũng là tôi được cho 25 triệu này. Không còn cái gì nữa à? À, còn cái chìa khóa Smart Key SS. Vẫn là Lâm. 20. 10. Con này bán rẻ. 10.5. Quỳnh Tít. 2 MacBook tầm 60 triệu với cả iPhone 11 128GB tầm 19, không nhiều lắm. Đấy, tầm đấy. MC Nhật Đài Hải Sơn. Apple Watch Series 6 10 triệu, iPhone 13 Pro Max 128GB 30 triệu. 40 triệu mang trên người. Để thằng kể bạn nghe. Dell XPS 13 30 triệu. Đây là Fuji XT 200 18 triệu. Galaxy S22 Ultra 33 triệu bởi vì nó là bản 256GB, nhưng quan trọng hơn, đây là OK Stify phiên bản đặc biệt Vietnamese yum yum 1.5 triệu, gần 100 triệu mang trên người các bạn.